Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại thì đang trong khuôn khổ của tuần lễ ẩm thực Ý được diễn ra trên toàn hệ thống của MM Mega Market. Thì ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mà chúng ta thực hiện một món mì Ý, nhưng với những nguyên liệu trước mắt của Long, chúng ta sẽ chế biến ra một món mì Ý mà rất phù hợp với lại khẩu vị của người Á Đông. Còn bây giờ hãy cùng nhau thực hiện.